Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch, ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Khoản trợ cấp 26.000 tỷ đồng góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Để hiểu rõ hơn về một số quy định tại nghị quyết số 68 đối với người lao động bị ngừng việc, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách đối với trẻ em và người điều trị COVID-19 cách ly y tế, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, ông Lê Huy Tứ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết, cảm ơn ông Lê Huy Tứ đã dành thời gian tham gia phỏng vấn cùng chương trình. Thưa ông, trong nghị quyết 68 thì có cái phần nội dung quy định về chính sách hỗ trợ đối với người lao động ngừng việc. Nội dung này cụ thể như thế nào? Ông có thể chia sẻ một số thông tin cho khán giả truyền hình. Về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc thì đối tượng và điều kiện hỗ trợ như sau. Thứ nhất là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019 và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc là trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thứ hai là đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước tháng người lao động ngừng việc thì mức hỗ trợ là 1 triệu đồng trên một người. Đối với người lao động đang mang thai thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng trên một người. Người lao động đang nuôi con đẻ, con nuôi hoặc là chăm sóc thay thế trẻ em dưới 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm là 1 triệu đồng trên là một trẻ em. Thưa ông, chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được nghị quyết 68 quy định cụ thể như thế nào thưa ông? Về chính sách hỗ trợ người lao động mà chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì đối tượng và cái điều kiện hỗ trợ như sau. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo cái chi thường xuyên hoặc là chi đầu tư và chi thường xuyên. Rồi các cơ sở giáo dục dân lập tư thục từ cấp mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo các quyết định của Ủy ban dân tỉnh và các cái văn bản của các cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Cái thứ hai nữa là đang tham gia, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước cái thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Về mức hỗ trợ và cái phương thức chi trả, về mức hỗ trợ thì hỗ trợ 3.700.000 đồng, 3.710.000 đồng trên một người. Người lao động đang mang thai thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng trên một người. Người lao động nuôi con đẻ, con nuôi dưới 6 tuổi hoặc là chăm sóc thay thế trẻ em dưới 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng trên một trẻ em chưa đủ 6 tuổi. Và chỉ hỗ trợ cho người một người là mẹ hoặc cha hoặc là người chăm sóc thay thế trẻ em. Trong nghị quyết 68 có một điểm rất mới, đó là có chính sách hỗ trợ cho trẻ em và người điều trị COVID-19 cách ly y tế. Vậy nội dung cụ thể như thế nào? Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19 rồi cách ly y tế thì trong cái nghị quyết 68 cũng đã có cái chính sách này. Về đối tượng hỗ trợ đó, trẻ em tức là người dưới 16 tuổi theo quy định của luật trẻ em và người điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc là cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đó là cái đối tượng hỗ trợ. Thứ hai là mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ. Thì hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng trên một người trên một ngày. Đối với lại các cái đối tượng thuộc các trường hợp điều trị nhiễm COVID-19. Rồi là hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng trên một người trên một ngày đối với các trường hợp mà cách ly y tế, tức là F1, theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đến từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 cho đến 31 tháng 12
năm 2021. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Lê Huy Tứ đã dành thời gian tham gia trao đổi cùng chương trình.